Thưa quý khán giả và các đồng chí, việc chăm sóc sức khỏe quân và dân trên tuyến biển đảo đã được triển khai theo mô hình kết hợp quân dân y, mang lại hiệu quả tích cực, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hiệu quả từ chương trình giúp cho người dân sinh sống và lao động ở các vùng biển đảo được tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế, nâng cao sức khỏe, xây dựng mạng lưới y tế, cán bộ y tế đủ năng lực và phù hợp với đặc thù hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân vùng biển đảo. Từ đó tăng cường năng lực cấp cứu, vận chuyển khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh và các bệnh tật đặc thù vùng biển đảo, góp phần quan trọng trong thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và đảm bảo an ninh, an toàn trên các vùng biển đảo của Tổ quốc. Một trong những điểm đáng chú ý của công tác y tế năm 2020 đó là diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona COVID-19 gây ra trên thế giới và Việt Nam. Tới đây, COVID-19 đang tiếp tục diễn biến rất phức tạp, trở thành đại dịch lớn, lan rộng trên toàn cầu, tác động sâu sắc, toàn diện tới mọi mặt đời sống xã hội của các quốc gia, dân tộc, trong đó có Việt Nam. Với quyết tâm chống dịch như chống giặc, cán bộ chiến sĩ toàn quân đã không quản khó khăn gian khổ, nguy cơ lây nhiễm. Là một trong những lực lượng nòng cốt, xung kích trên tuyến đầu, cùng các cấp các ngành, địa phương, tích cực phòng chống dịch bệnh. Một lần nữa, chức năng đội quân công tác của quân đội nhân dân lại được thể hiện rõ nét, góp phần làm tỏa sáng phẩm chất tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Luôn xung kích, đi đầu trên mọi mặt trận phòng chống dịch bệnh, góp phần bảo vệ sức khỏe và cuộc sống bình yên của nhân dân. Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của ngành quân y luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, kết hợp chặt chẽ giữa y học hiện đại với y học cổ truyền, thường xuyên theo dõi, thăm khám, điều trị, giám sát y tế cho hàng vạn người cách ly và nhân dân, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần tốt nhất. Chủ động nghiên cứu, kịp thời chế tạo thành công bộ kit phát hiện virus corona chủng mới SARS-CoV-2 và nhiều sản phẩm khác. Với độ nhạy, đặc hiệu, tính ổn định cao, bảo đảm chất lượng, Bộ đội biên phòng ngày đêm tuần tra, chốt chặn đường mòn, lối mở, kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, cảng biển, ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào nước ta. Đối với các đồn biên phòng tuyến biển, đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng, quản lý tốt biên giới biển, kiểm soát người, phương tiện qua lại, triển khai các hoạt động phòng chống dịch toàn diện, đồng bộ, hiệu quả. Từ khi dịch bệnh được công bố từ đầu năm đến giờ thì đơn vị Long Phú xác nhận là cái lượng khách đến với Long Phú giảm cỡ khoảng 5-60% so với cùng kỳ năm trước. Đơn vị luôn luôn cùng với bộ đội biên phòng làm tốt cái công tác đảm bảo an ninh trật tự và coi như là sẵn sàng mọi biện pháp để khi mà có những các cái trường hợp vận động du khách khi mà tham gia thì thực hiện đúng công tác phòng dịch cũng như là khi tham quan với đơn vị. Thì đối với bộ đội biên phòng thì luôn luôn sát cánh cùng với đơn vị và làm rất là tốt cái vấn đề đảm bảo an ninh trật tự cũng như là cùng phòng chống dịch trong cái đợt dịch cúm này. Đảng ủy ban chỉ huy đồn đã tiến hành triển khai các kế hoạch, trong đó các kế hoạch là phối hợp với các lực lượng chức năng làm công tác chốt chặn ở biên giới như là lực lượng công an, hải quan, lực lượng dân quân tự vệ, các lực lượng khác nhằm đảm bảo chốt chặn các cái đường mòn lối mở, không cho người, phương tiện, hàng hóa.
dồn dịch bệnh xá, củng cố tạo khu cách ly phù hợp, tham mưu cho ban chỉ đạo và chỉ huy nữ đoàn các nội dung biện pháp kịp thời, hiệu quả. Chúng tôi tự tin xử lý tốt tình huống có thể xảy ra và mọi cán bộ chiến sĩ trong nữ đoàn có đủ sức khỏe, sức đề kháng để phòng chống dịch bệnh. Tiểu đoàn đã thường xuyên động viên, nắm bắt tư tưởng của cán bộ chiến sĩ và giáo dục cho cán bộ chiến sĩ xác định tốt cái nhiệm vụ và an tâm tư tưởng trong cái công tác. Và chúng tôi cũng xác định là sẵn sàng di chuyển để nhường doanh trại cho nhân dân đến cách ly tại đơn vị và cũng sẵn sàng cái cơ động đi thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh của cấp trên để bảo đảm trong cái phòng chống dịch bệnh. Ngoài công tác phòng chống dịch COVID-19, Bệnh viện 87 Tổng cục Hậu cần đã trang bị cho các cán bộ nhân viên các đơn vị y tế trong và ngoài quân đội tại các khu vực biển đảo những kiến thức tổng quan về y học biển. Những cấp cứu nội khoa, ngoại khoa thường gặp như những bệnh lý liên quan đến các hoạt động lặn biển, bệnh lý giảm áp, cao áp lâm sàng. Ngoài nội dung lý thuyết, các y bác sĩ bệnh viện còn hướng dẫn cho các nhân viên y tế thực hành xử trí cấp cứu, băng bó vết thương, vận chuyển bệnh nhân an toàn. Một cái này là rửa ngực của nhân, một cái này là cao. Phải khó thở, khí cố định xong. Thông qua những lớp tập huấn như thế này sẽ giúp cho nhân viên y tế nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe cho người dân, giúp bà con yên tâm vươn khơi bám biển làm ăn, tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Ở tỉnh mình nói chung và các cái cơ sở mà ở các cái xã ở vùng biển á, thì nói chung là gặp rất là nhiều cái trường hợp mà cấp cứu ở trên biển như thế này. Thì qua buổi tập huấn thì nói chung là các bác ở đây mang lại những kiến thức cho chúng tôi rất là nhiều cái điều bổ ích. Qua đây chúng tôi được học hỏi và được trao đổi và được tiếp cận được những cái kiến thức, nhiều cái vấn đề mà hiện tại bây giờ chúng tôi đang gặp khó khăn để phục vụ lại cho bà con ở các cái cơ sở khi đi lao động ở trên biển hoặc là gặp sự cố gì đó ở trên cơ sở đó thì chúng tôi sẽ hoàn thành được những cái nhiệm vụ được giao. Tháng 4 năm 2020, Bệnh viện Quân y 87 đã tiếp nhận xử trí cấp cứu thành công các tai nạn lao động cắt gần đứt lìa cánh tay, bàn tay. Bệnh nhân Trần Huy Tuyến ở huyện Diên Khánh bị tai nạn khi cắt cây làm nhà, lưỡi cưa cắt đứt gần lìa gốc bàn tay ngón một. Nhờ đưa vào cấp cứu kịp thời, bệnh nhân được Bệnh viện 87 phẫu thuật vi phẫu, cắt lọc, nối ghép các động mạch, tĩnh mạch và các hệ thống thần kinh. Sau 2 tuần điều trị, bệnh nhân này tỉnh táo, tiếp xúc tốt, bàn tay, ngón tay hồng ấm, cảm nhận được nóng lạnh, đáp ứng hoàn toàn các kiểm tra về vận động. Đây là bước tiến mới của Bệnh viện Quân y 87 trong làm chủ kỹ thuật vi phẫu, không chỉ đảm bảo tốt chức năng y tế biển đảo mà còn chủ động trong các ca tai nạn nặng trên địa bàn du lịch có nhiều tiềm năng phát triển. Tôi vào đây được các thủy bệnh viện 87 tận tình cấp cứu, phẫu thuật cho tôi thành công, tay em vẫn ổn định, tập được bình thường ngày ngày. Đối với mặt bệnh chấn thương chỉnh hình thì chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật một là các mặt bệnh về thay khớp. Ở đây chúng tôi có thay khớp háng và thay khớp gối. Thứ hai nữa là các mặt bệnh gãy xương sai khớp thông thường thì chúng tôi tiến hành phẫu thuật kết hợp xương. Thứ ba là các mặt bệnh về vết thương do tai nạn sinh hoạt thì gần đây chúng tôi vừa nối được một ca thành công, một ca đứt gần lìa cổ tay. Tại Nha Trang thì chúng tôi có tiến hành phẫu thuật cho một bệnh nhân bà cụ 77 tuổi. Bị gãy cổ xương đùi, chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật thay khớp háng, bán phần và đến ngày hôm nay là ngày thứ tư sau mổ thì bệnh nhân đã có thể tự đi lại được. Trường hợp thứ hai là một bệnh nhân bị chém đứt gần lìa cổ tay thì đã được chúng tôi xử lý nối mạch máu thần kinh gần kết hợp xương thì đến nay là bệnh nhân bàn tay hồng và đã cử động được cơ bản một vài động tác đơn giản. Các lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư, hải quân, biên phòng và lực lượng các trung tâm cấp cứu hàng hải đã phối hợp tạo thành cụm điểm tựa vững chắc cho ngư dân khi lao động trên biển. Không chỉ hỗ trợ, cấp cứu, vận chuyển, cứu hộ cứu nạn, các đơn vị còn thường xuyên tổ chức hoạt động khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho bà con ngư dân. Từ đầu năm tới nay, vùng 4 hải quân đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn khám và cấp thuốc trên 500 lượt ngư dân, tham gia tổ chức hàng trăm buổi tập huấn kiến thức về phòng chống dịch bệnh, kỹ năng chăm sóc và sơ cứu nếu có người bị bệnh, bị tai nạn trên biển.
Chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển do vùng 4 Hải quân chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các tỉnh Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận. Không chỉ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, giúp đỡ và bảo vệ bà con ngư dân, khai thác thủy sản an toàn, bền vững, đúng pháp luật, gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển mà chương trình đã khám chữa ban đầu, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 1.000 ngư dân 6 xã ven biển. Bà con ngư dân mà đánh bắt mà những có đường hải quân mà thường tuần biển, bà con rất yên tâm, bám biển không có sợ gì. Biển mình vẫn cứ làm, mà lúc mà có những cái tàu của mình hải quân nữa thì ngư dân rất yên tâm. Việc đầu tiên khi ngư dân hoặc là có bệnh nhân cấp cứu thì quân y đảo sẽ liên hệ trực tiếp với các bệnh viện lớn trong cả nước. Đây là các bệnh viện quân đội lớn trong cả nước để hỗ trợ về chuyên môn. Ngoài ra về phía chỉ đạo ngành thì chúng tôi phối hợp với các cơ quan như Cục Cứu hộ Cứu nạn, rồi Bộ Quốc phòng để sẵn sàng đưa phương án vận chuyển bệnh nhân. Quân nói chung cũng như Bộ Tư lệnh Vùng 4 nói riêng thì tổ chức các hoạt động cụ thể như tặng áo phao, về tặng quà, tặng cờ Tổ quốc và triển khai các hoạt động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho bà con ngư dân, để nhắn nhủ với các ngư dân rằng Hải quân Nhân dân Việt Nam chính là điểm tựa cho mọi ngư dân vươn khơi bám biển. Và bà con hãy luôn luôn yên tâm, đằng sau các bạn chính là chúng tôi. Tháng 9 năm 2020, đoàn công tác của quân y, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đến khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, người cao tuổi, hộ nghèo tại xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm. Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm của Bộ đội Biên phòng đối với người dân trên tuyến biên giới biển, cũng như tình cảm, sự tin yêu của người dân nơi đây dành cho những thầy thuốc mang quân hàm xanh. Bà Tô Thị Lợi, 81 tuổi, trú thôn Suối Cam, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm là một ví dụ. Bà Lợi đau toàn thân, nhức mỏi hai mắt là chứng bệnh từ lâu, được các y bác sĩ về tận nơi khám, điều trị, cấp thuốc miễn phí và căn dặn rất kỹ về chế độ nghỉ ngơi, sao cho luôn phấn khởi, bớt buồn phiền khi tuổi về già. Quân đầu đó khám bệnh cho dân cũng mừng, cho mình biết cái bệnh gì họ cho thuốc mình uống, khỏi tốn tiền. Cũng mừng chứ, mừng nhà nước vậy. Bạn ơn mấy ông bác sĩ, cảm ơn nhà nước, cho giờ mình biết già rồi không biết gì nữa. Cũng công mình giải dù núi cứu giải dù. Vừa qua thì đã có tổ chức được 3 đợt khám bệnh giúp dân ở vùng sâu vùng xa, khám và cấp thuốc miễn phí cho lớp học tình thương của các cháu ở Cam Phước Đông. Còn khám cho các bà con nhân dân ở huyện Cam Lâm thì dựa vào đồn biên phòng 380 cũng hỗ trợ và xin được các nhà hảo tâm. Còn đợt thứ 3 là vừa rồi khám cho nhân dân ở Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm thì cũng nhờ vào sự của một cá nhân, của một nhà hảo tâm có điều kiện và đã giúp cho Bộ đội Biên phòng thực hiện được chương trình kết hợp như thế này. Các y bác sĩ của bên Bệnh viện Quân y 87 hỗ trợ về chuyên môn là như siêu âm, điện tim để cho cái chương trình nó phong phú hơn và phục vụ bà con. Trong những điểm nổi bật của chương trình Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân ở Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, đó chính là luôn quan tâm đến các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho ngư dân khu vực biên giới hải đảo. Tại Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và Bệnh viện Hùng Vương thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng khu vực biên giới biển hải đảo giai đoạn 2020-2025. Với chủ đề chung tay vì sức khỏe ngư dân, với các đợt tư vấn sức khỏe, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho ngư dân và cộng đồng dân cư khu vực biên giới biển hải đảo, phổ biến hỗ trợ từ xa về chuyên môn y tế,
nhất là các kiến thức mới và trang thiết bị khoa học kỹ thuật hiện đại, để góp phần nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, y bác sĩ của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4. Tuyên truyền phổ biến kiến thức về tự chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, các phương pháp sơ cấp cứu người bị nạn, cứu nạn. Ngày hôm nay đoàn khám bệnh của cảnh sát biển 4 về khám ở đây thì là đó một điều có lợi cho dân lắm. Cái thứ nhất là gần nhà, khỏi phải đi xa. Cái thứ hai là có thuốc để trị bệnh đó, thì đó là điều rất là tốt. Những ngư dân kiên cường bám biển, bám ngư trường. Những chuyến tàu từ biển trở về đầy ắp cá tôm. Cùng niềm vui của những ngư dân cả đời gắn liền với biển. Hiệu quả từ chương trình kết hợp quân dân y đối với tuyến biển, hải đảo đã đưa đến cho người dân tại các vùng biển, hải đảo sự quan tâm cùng những dịch vụ y tế, chất lượng khám chữa bệnh được nâng cao. Nhất là đối với ngư dân có sức khỏe tốt hơn và yên tâm hơn khi đi biển. Bởi trong thiên tai, hoạn nạn, họ được cấp cứu, chăm sóc, điều trị để lại ổn định trở về với cuộc sống và tiếp tục vươn khơi.